xin chia sẻ mô hình cải tiến giải quyết vấn đề ideal identify là phân tích bối cảnh xác định rõ các vấn đề define là xác định nguyên nhân gốc rễ và mục tiêu exploit là giải pháp khả thi action là kế hoạch hành động look and learn là bài học kinh nghiệm tôi dùng con ai po chat gpt để minh họa áp dụng mô hình ideal cho các vấn đề phức tạp bạn xem video kèm theo câu lệnh như sau hãy đóng vai ban lãnh đạo của công ty xây dựng gồm các thành viên là tổng giám đốc là giám đốc kỹ thuật kinh doanh marketing đấu thầu thi công giám đốc dự án và chịu hí trường. hãy phân tích ideal bối cảnh bên dưới bối cảnh công ty xây dựng chuyên thi công các cái dự án nhà sửa cho các cái chủ đầu tư nước ngoài và có được uy tín nhất định trên thị trường. Tuy nhiên tình hình cạnh tranh về giá bỏ thầu ngày càng trở nên khốc liệt. Các đối thủ bỏ giá thầu dưới mức giá thành 3% để trúng thầu để có được việc làm trong cái thời điểm ngành bất động sản và xây dựng khủng hoảng nghiêm trọng và kết quả AI trả lời như sau. Dựa trên bối cảnh thực tế đã xác định được hai nguyên nhân gốc rễ và gợi ý bảy mục tiêu, nêu bảy giải pháp và đưa ra kế hoạch thực hiện và chỉ rõ kết quả đầu ra cho bảy giải pháp và có 6 bài học kinh nghiệm thưa các bạn nếu các cán bộ họp và động não để thiết lập các bản dự thảo theo ai như thế này á có lẽ mất một tháng còn con AI chỉ mất 10 phút mà thôi. Nếu các bạn đưa câu lệnh này vào thẳng chat AI thì không ra được kết quả như thế. Đấy là do phần mềm OIMet chat AI chúng tôi đã thiết kế. Bạn dùng phần mềm OIMet này và mẫu câu lệnh này để xác định giải pháp theo AI cho mọi tình huống gặp phải. Bạn muốn sử dụng, hãy tham gia khoa học theo đường link kèm theo với hơn 90 ứng dụng để dễ dàng cải tiến.